Tháng trước thì mình có một clip giới thiệu về chiếc SH350 này tại hệ thống Học Đức. Và ở trên clip đó thì bạn Đạt cũng có dành cho mọi người một mini game với câu hỏi là so sánh sự khác nhau giữa SH350 và SH150-125. Thì mình đã tổng hợp lại rất nhiều comment rồi các bạn. Ở trên đó thì cũng có rất nhiều bạn trả lời đúng và một số bạn thì trả lời đáp án nó chưa được chính xác lắm. Ở cái chỗ là chiếc SH350 á, các bạn nói là nó tăng chỉnh phục được, còn SH125 và 150 thì không tăng chỉnh phục được. Thì đáp án đó là sai nha mọi người. SH150 và 125 vẫn tăng chỉnh phục được nha. Đây, để mình nhờ bạn camera quay cho các bạn xem phục của SH. Đây là chiếc 125 tại hệ thống Hồng Đức của mình. Đó, phục xe vẫn tăng chỉnh được nha mọi người. Rồi, thì với một số bạn trả lời đúng đáp án đó, mình có tổng hợp lại ở đây. Đây, để mình cho mọi người xem. Thì đã được 5 bạn trả lời đáp án đúng. Thì mình sẽ quay số để xem bạn nào nhận được phần quà của chương trình nha. Phần quà sẽ là thẻ Mobi 300.000 nè, và một bộ bảo hiểm, một áo mưa của hệ thống Hồng Đức. À, khách hàng 109. Rồi, các bạn đợi mình một xíu nha, để xem mình xem khách hàng 109 là bạn nào đã comment. Bạn Thái Minh Đường nha, bạn Thái Minh Đường ở đây. Rồi, mình có thể thêm. Đó, bạn Thái Minh Đường ơi, bạn đã là người giành được phần quà của chương trình rồi. Thì bạn cứ comment vào cái clip này. Đó, số điện thoại của bạn, bên mình sẽ liên hệ và trao quà đến cho bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những mini game sau nha.